Hiện tại tôi là một huấn luyện viên thể hình. Công việc của tôi là làm việc ở phòng gym. Tôi là làm việc ở phòng gym nhưng mà tôi là không bị cái mùi cơ thể mà lại tôi lại bị cái chứng hôi miệng. Cái chứng hôi miệng này thực ra thì nó rất ảnh hưởng đến cái công việc khi mà mình chia sẻ cho các học viên của mình cách hướng dẫn họ các chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện. Do đó thì cái chứng hôi miệng là mình rất là e ngại khi mà tiếp xúc với họ. Và do đó thì số lượng học viên ấy, họ đến với mình ngày một nó giảm dần. Tôi thì tôi cũng đang qua kiểm tra đi khám ấy, thì tại vì mình là huấn luyện viên mà nên mình có chế độ sinh hoạt cũng rất là lành mạnh, mình ít sử dụng bia rượu, nhưng mà cái chứng khư miệng của mình nên dẫn đến mình mới đi khám để bác sĩ để kiểm tra ấy, thì là bác sĩ kiểm tra thấy mình bị tức là mình không, dạ dày của mình thì cũng hoàn toàn mạnh khỏe nhưng mà mình có một cái vi khuẩn HP ấy, thì thật rất là không may mình bị cái đấy, thì nó gây cho mình cái chứng ợ chua và ợ nóng, thế là nó gây ra chứng hôi miệng của mình. Cái triệu chứng của mình ấy, khi mà mình ợ chua, ợ lên hơi ấy, cái hơi nó ra thì mình cảm thấy nó rất là nóng vùng họng mà nó gây ra cái mùi rất là khó chịu với các người xung quanh. Nhiều khi bản thân mình cũng ngửi thấy những cái mùi đó. Tình cờ mình chia sẻ với anh bạn của mình thì anh ấy cũng bảo anh có cái người nhà bị cái chứng trào ngược dạ dày, thế là anh ấy, người nhà của anh đã sử dụng cái sản phẩm Detox Nano rồi, thì anh ấy cũng chia sẻ với mình là mình cũng mua về để mình dùng thử để xem như nào. Mình đã mua sản phẩm Detox Nano về để mình dùng thử ấy, thì sau khoảng hơn một tháng mình dùng, mình đã thấy các triệu chứng về dạ dày của mình cũng đã giảm hẳn và cái hiện tượng hôi miệng của mình gần như là hết hẳn luôn. Nên là mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui trong cuộc sống. Hàng ngày thì mình sử dụng cái xịt và uống thì mình sử dụng thường xuyên. Viên ngậm thì một ngày mình ngậm là 3 lần trước khi ăn, và viên uống thì mình uống hàng ngày. Thì sau quá trình điều trị khoảng hơn một tháng ấy, thì mình đã thấy giảm hẳn tất cả các hiện tượng về dạ dày, ợ nóng, ợ chua, và cái hôi miệng của mình thì đã khỏi hẳn. Nên mình cảm thấy rất là vui và thoải mái. Thì giờ đây mình có thể hướng dẫn cho các bạn học viên tập. Và khi mà đứng gần các bạn ấy mình cảm thấy rất là tự tin. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.